Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cứu trợ lũ lụt Thủy Tiên được gì. Hiện tượng ca sĩ Thủy Tiên quyên góp được số tiền ủng hộ cứu trợ lũ lụt miền Trung lên tới hơn 150 tỷ đồng từ người dân trong cả nước và dùng số tiền đó trực tiếp đi xuống địa bàn để trao tận tay cho người dân đã nhận được vô vàn lời ca tụng, tán dương ngay từ thời điểm Thủy Tiên khởi động chương trình, nhất là trong sự tương quan so sánh và sự chậm chạp hoạt động không minh bạch, không hiệu quả của các hội đoàn như Mặt trận Tổ quốc hay Hội chữ thập đỏ. Thế nhưng, đến thời điểm này, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Thủy Tiên là một trường hợp điển hình của việc chính những người nhận từ thiện là công cụ kiếm tiền của người làm từ thiện. Và ý kiến của nhà quan sát Dương Quốc Chính đã so sánh hiện tượng này với việc các công ty công nghệ như Google, Facebook cung cấp dịch vụ miễn phí cho người dùng nhưng lại kiếm được bội tiền bằng cách thu thập thói quen cá nhân của người dùng từ quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ miễn phí đó. Đây là hình ảnh tin nhắn của người chuyển tiền nhầm 300.000 đồng thành 300 triệu đồng được Thủy Tiên công khai trên mạng xã hội trong lần kê khai tài chính lần 1 vào hôm 22 tháng 10. Trước hết, ông Chính nghi ngờ về số tiền lên tới trên 150 tỷ đồng mà Thủy Tiên công bố đã quyên góp được từ cộng đồng. Ông đưa ra những lý do cho sự ngờ vực này như sau. Thứ nhất, ngay mấy ngày đầu, việc cô Tiên công bố là nhận được vài tỷ đồng tiền đóng góp cho thấy một sự tương phản với trường hợp tương tự của MC Phan Anh do số tiền nhiều hơn gấp mấy lần. Nhất là trong bối cảnh khủng hoảng y tế dẫn đến khủng hoảng kinh tế do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra, chả lẽ nhân dân ta có nhiều tiền làm từ thiện như vậy hay sao? Thứ hai, Thủy Tiên chưa cung cấp bản sao kê số tiền nhận được mà mới chỉ công khai bảng thống kê việc rút tiền. Thứ ba, trong bảng thống kê số tiền đã chi, có 3 khoản chi mà ông Chính đặt câu hỏi. Đầu tiên là khoản 300 triệu đồng do người chuyển nhầm. Ông nhận định việc có nhầm hẳn 3 số 0 chứ không phải là 1 số 0 là một việc hy hữu, nhất là khi biên lai sẽ hiển thị số tiền bằng chữ. Hai khoản tiếp theo nữa là 200 triệu và 140 triệu đồng do Thủy Tiên nói là vay của người dân không quen biết. Một người là chị bán hàng ngoài đường, người kia là một anh tình nguyện. Ông đặt câu hỏi, chẳng lẽ họ có đều có sẵn mấy trăm triệu tiền mặt ở nhà để cho người lạ vay nóng như vậy hay sao? Và từ những băn khoăn trên, ông Chính đã đặt giả thiết là có người đã bơm tiền ảo vào số tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên. Đây là hình ảnh chụp màn hình trang đầu và trang cuối bản sao kê tài khoản ngân hàng do Thủy Tiên cung cấp cho thấy đây là danh sách các khoản chi trong quá trình ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ miền Trung đợt 1. Thủy Tiên chưa cung cấp sao kê các khoản quyên góp với tổng cộng số tiền lên tới 150 tỷ đồng. Ông liên tưởng là việc cô ca sĩ công bố số tiền khủng quyên góp được giống như các mẹ mua hàng online sẽ dễ bị thuyết phục bởi các bài viết có nhiều tương tác, không có nhiều người biết lượng tương tác đó chỉ là ảo mà thôi. Người bán hàng thì mua tương tác để kích động tâm lý bầy đàn của khách hàng. Việc ai đó bơm tiền vào tài khoản của cô Thủy Tiên cũng với mục đích tương tự. Rõ ràng mọi người sẽ dễ dàng xuống tiền hơn khi thấy rất rõ có nhiều người đã xuống tiền trước. Đây chính là tâm lý đám đông. Ngoài ra, ông Chính cũng nhận định việc Thủy Tiên công bố không có đồng nào thất thoát cả, mọi khoản chi đều minh bạch là không có cơ sở. Bởi vì cô Tiên chính là người rút tiền để đi phát và mua hàng, chứ không có chuyển nguyên cục tiền cho người nhận từ thiện. Nên để chứng minh là không thất thoát chi tiêu thì cô phải cung cấp hóa đơn mua hàng và chữ ký xác nhận của người nhận tiền. Thế nhưng trong một bài viết, chính cô Tiên đã khẳng định là không thể lấy chữ ký của tất cả mọi người nhận tiền vì mơ ướt hết giấy tờ và không có thời gian và không có nhân lực để làm chuyện đó. Như vậy có nghĩa là việc chi tiêu của cô Tiên không thể minh bạch được. Ông Chính không thể khẳng định là cô ca sĩ cố tình trục lợi tiền ủng hộ, nhưng nhóm của cô hoàn toàn có thể rút tiền ra để trả cho người bơm tiền ảo rồi lại bơm vào tiếp. Dựa trên sự thiếu minh bạch này, với cách quay vòng này muốn có vài ngàn tỷ cũng có luôn. Đặc biệt, ông Chính cũng quan sát được rằng các bài viết quảng cáo được Thủy Tiên đăng đan xen với các bài viết đi làm từ thiện đã có lượng tương tác khổng lồ, trung bình cỡ trên 500.000, gấp 10 đến 20 lần các bài viết quảng cáo của chính cô trước cơn lũ. Đây là hình ảnh một trong các bài viết quảng cáo được Thủy Tiên đăng song song với các bài viết về cứu trợ lũ lụt miền Trung thời gian qua. Ông cũng nhận định như vậy thì lượng người tiếp cận của các bài viết đó phải gấp 10 lần, tức là cỡ từ 5 đến 10 triệu người là ít. Và đây là con số trong bơ của chính đài VTV. Đồng thời điều đó đồng nghĩa với giá quảng cáo của cô sẽ tăng chóng mặt. Ông phân tích,
chúng ta phải thấy rằng để tăng lòng thương cảm và độ tin cậy để người dân chuyển tiền thì cô Tiên phải tự mình đi phát, càng gian khổ càng tốt, mới dễ câu view, mới nhiều tương tác, chứ nếu cô Tiên ngồi phòng máy lạnh ở Sài Gòn để điều hành một nhóm đi phát tiền thì sẽ hiệu quả hơn nhiều, nhưng cách đó sẽ không thể xây dựng được hình ảnh cho cô hiệu quả bằng cô tự lội nước dầm mưa. Như vậy, về logic thì lũ càng lâu phát tiền càng chậm thì cô Tiên càng kiếm được nhiều tiền, vì hình ảnh cô thường trực trên sóng sẽ lâu hơn. Nếu lũ dừng sớm, phát nhanh hết tiền thì hiệu ứng đám đông sẽ chấm dứt, giỏi lắm chỉ sau 3 tháng, giá quảng cáo sẽ quay về như cũ sau khoảng 1 năm. Tóm lại là khi phân tích kỹ, ta thấy rằng nhóm của cô Tiên thật quá giỏi, đã tận dụng rất tốt tâm lý đám đông và lợi dụng thế mạnh lan truyền của mạng xã hội quá tốt. Và về bản chất, đây là thủ pháp marketing online quen thuộc như mấy mẹ bán hàng online. Nhưng sự sáng tạo vượt bậc chính là tận dụng được hình ảnh thương tâm của lũ lụt để mọi người đều có lợi. Người dân từ vùng lũ tự nhiên có được nhiều tiền. Người chuyển tiền từ thiện cảm thấy thỏa mãn, thiện tâm vì đã giúp được đồng bào, lại không có cảm giác lo ngại bị lừa tiền. Cô Tiên thì cũng kiếm được rất nhiều tiền. Trước đó vào ngày 25 tháng 10, trên trang báo CafeBiz có bài viết người trong giới quảng cáo hé lộ về Thủy Tiên, run cháy hàng, tương tác tăng 50 lần sau khi đi cứu trợ miền Trung. Đây là hình ảnh bài viết được cho là của một người trong giới quảng cáo cho biết nhờ chương trình cứu trợ lũ lụt miền Trung mà giá quảng cáo của Thủy Tiên đã tăng gấp đôi. Theo bài báo này, vào tối ngày 24 tháng 10 năm 2020, việc Thủy Tiên bất ngờ thông báo số tiền được các mạnh thường quân đóng góp cho miền Trung đã lên tới hơn 150 tỷ đồng, sau 11 ngày được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội. Giữa thời điểm này, một người làm công tác trong lĩnh vực quảng cáo và kinh doanh bất ngờ dẫn hình ảnh Thủy Tiên đăng bài quảng cáo các sản phẩm hôm trước kèm lời khẳng định tương tác đã tăng 50 lần từ lúc em ấy đi cứu trợ miền Trung, run cháy hàng. Không chỉ có thế, người này còn công khai viết trên trang cá nhân như sau: giá lại double, tức là gấp đôi rồi, vừa giúp mình vừa cứu người và còn có lời mời gọi nhãn hàng. Những góc nhìn khác về hiện tượng Thủy Tiên thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Phần đông đồng tình với bình luận, cá nhân cô Tiên xây dựng hình ảnh cũng được, làm từ thiện PE quảng cáo cũng được, miễn là tiền đến tay người dân. Rồi có ý kiến, mình cũng phải ủng hộ họ, có những người dám nghĩ, dám làm sau vụ Phan Anh thì ai cũng không dám đứng ra kêu gọi, rồi lại cứ phải chờ vào nhà nước thì lại lên TV nhận thì lâu lắm. Chưa kể là các thủ tục hành chính loằng ngoằng để tiền đến tay người dân. Bây giờ trang Facebook của cô Tiên chia sẻ hay quảng cáo cũng phải hàng trăm triệu đồng trở lên. Và hãy chúc cho vợ chồng cô ấy nhiều sức khỏe để làm nhiều việc thiện giúp đỡ bà con còn rất nhiều khó khăn. Và ngoài những cái được ở trên, trong bài viết ngày 2 tháng 11 năm 2020, Thủy Tiên còn bộc bạch một cái được nữa, đó là đã kết nối được với người đứng đầu các tỉnh để giúp Tiên lội bùn cùng Tiên. Đây là hình ảnh bài viết vào hôm 2 tháng 11 của Thủy Tiên tiết lộ sự hỗ trợ của cơ quan đảng trong hành trình cứu trợ đợt 2. Thủy Tiên cho biết, Bắc Bình, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, có gọi cho anh Vinh động viên, bảo hai vợ chồng cứ cố gắng ra giúp người dân miền Trung, cần sự hỗ trợ gì thì cứ nói bác sẽ tận tình giúp đỡ. Rõ ràng, lãnh đạo Trung ương rất quan tâm tình cảm của người dân cả nước, chứ không hề như suy luận trên mạng xã hội. Sau đó, chưa kịp gọi, thì người đứng đầu cao nhất của tỉnh là anh Dũng, bí thư tỉnh Hà Tĩnh đã gọi anh Vinh để chia sẻ động viên và bảo cứ cho anh biết lịch trình cụ thể để anh hỗ trợ, giúp được người dân khó khăn đang chịu thiệt hại thì anh sẵn sàng giúp. Sau đó, anh Vinh có nhờ Bắc Bình hỗ trợ liên lạc thêm với bí thư các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị giúp đỡ tụi mình trong chiều hôm đó. Vì nhận được sự hỗ trợ của người đứng đầu tỉnh tận tình giúp mình, có thể tiếp xúc được với người dân khó khăn, chịu ảnh hưởng lũ lụt thật sự. Bài viết mới nhất này chắc chắn sẽ còn gây thêm nhiều tranh luận trong cộng đồng mạng trên nhiều nội dung như sự hiện diện và hỗ trợ độc quyền của cơ quan đảng từ trung ương đến địa phương cho ekip của Thủy Tiên và tuyệt nhiên không thấy vai trò của chính quyền địa phương hay chính phủ kiến tạo của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, sự quan tâm bao trùm của cộng đồng mạng vẫn là tổ chức của đảng hay cơ quan nào liên kết với dân cũng được, nhưng điều kiên quyết là phải minh bạch, tôn trọng số tiền từ thiện mà nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào miền Trung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020 với bản tin cứu trợ lũ lụt Thủy Tiên được gì. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de